1 cộng 2 cộng 3 cộng 2 cộng 5 cộng 4 cộng 3 cộng 6 bằng 26 đáp án 26 chính xác, chúc mừng bạn Hồng Trâm. Câu số 2. 2 cộng 3 cộng 2 cộng 5 cộng 4 cộng 7 cộng 5 cộng 3 bằng 31. 31 chúc mừng bạn Trâm. Câu số 3. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 2 cộng 5 bằng 13. Chính xác, 13 chúc mừng bạn Trâm. Câu số 4. 2 cộng 2 cộng 5 cộng 3 cộng 6 cộng 9 bằng 17. Đáp án là 17. Chúng ta chuyển câu nha. 1 cộng 1 cộng 2 cộng 5 trừ 3 cộng 2 bằng 8. 8 chính xác, chúc mừng bạn kia. Chúng ta đến với câu số 5. 12 cộng 12 cộng 15 trừ 31 bằng 8. 8 chính xác, chúc mừng bạn kia. Chúng ta đến với câu số 6. 14 cộng 11 cộng 55 trừ 21 bằng 15. Đáp án là 59. 59 chính xác, chúc mừng bạn kia. Chúng ta đến với câu số 7. 11 cộng 11 cộng 22 cộng 55 trừ 33 cộng 11 bằng 17. 17 chính xác, chúc mừng bạn Hồng Phi. Chúng ta đến với câu số 8. Bắt đầu. 11 cộng 11 cộng 22 trừ 33 cộng 11 cộng 55 bằng 77. 77 chính xác, chúc mừng bạn Trâm. Chúng ta còn hai câu nữa thôi. Câu số 9 bắt đầu. 14 cộng 11 cộng 22 trừ 31 bằng 56. 16 chính xác, chúc mừng bạn Phi. Và chúng ta đến với câu cuối cùng. Câu số 10 bắt đầu. 12 cộng 15